Vâng, xin trân trọng chào mừng tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Đào Đồi Dương. Rất chân thành cảm ơn các bác đã ủng hộ kênh cũng như là ủng hộ trung tâm trong suốt thời gian qua. Hôm nay thì một buổi sáng cũng hết sức là đẹp trời, thời tiết Bắc Bộ cũng đang có hơi hửng nắng và đặc biệt là không có mưa. Thì trung tâm cũng xin phép được giới thiệu với các bác và anh em một trong những con Saneo cũng khá là đặc biệt, và đặc biệt là con này là một trong những con có cái size khá là khủng, với kích cỡ cơ bản là gì? Chiều ngang của nó là 7, à xin lỗi, sấp xỉ 70 cm, chiều cao là 25 cm và chiều sâu là 20 cm. Con này là một trong những con có size khủng, và đặc biệt là con này có độ mới 97-98% các bác nhé. Vâng, xin phép được giới thiệu với các bác và anh em đây. Trước mắt các bác và anh em thì đây là một trong những con Saneo nằm trong con cực kỳ hiếm. Em này thì sử dụng đến hai cửa băng, hai loa thì con này được thiết kế theo hình thức là vuông, nhưng mà bản chất loa thì loa tròn. Đấy. Và đặc biệt là những con này có độ mới cực kỳ cao, thì tôi đánh giá độ mới cực kỳ cao, 97-98% các bác nhá. Các cái vị trí góc cạnh của nó thì gần như là được bảo tồn giữ quá là tuyệt vời. Ừ. Đây, tôi xin phép được quay lần lượt để các bác có thể chiêm ngưỡng một cách tuần tự được hơn. Đây, cái phần phía trước này các bác nhìn thấy chưa? Sử dụng hai băng sóng AM và FM, và FM của em này là full 108 luôn các bác nhá. Full 108. Đấy. Mặt sóng lăn hết sức là đẹp luôn. Đặc biệt là con này có equalizer, có 5 equalizer các bác nhá. Chỉnh volume cho từng vế một, tức là có thể cân bằng loa cũng như là chỉnh đồng thời cả hai cái cùng đều được hết. Các cái chức năng chỉnh fashion, có cả line in các bác nhá. Em này có cả line in luôn. Đấy. Và con này thì trước kia có thiết kế có trả cả cho cái vấn đề là ghi ghi nhanh ghi chậm. Còn đây thì phần FM thì có cả FM stereo và FM mono các bác này. Đây các bác có thể nhìn tinh các hệ thống phím nút của em nó đây. Đấy, phím nút các bác nhìn này. Đấy, mới tinh như là soi gương luôn. Đấy, rất đẹp, rất mới các bác nha. Đặc biệt là cái tổng thể em này quá mới. Con này từ thì còn rất là chất. Đây tôi sẽ cho các bác xem. Từ rất là chất luôn. Từ rất mới các bác nha. Này, từ của em nó rất mới luôn. Từ rất mới, mỗi tội cái ánh sáng không được rõ lắm. Từ rất mới và rất chất cả hai bên các bác nhé. Em này thì đặc biệt là nó quá chất quá mới nha, tôi xin phép không tháo ra, không tháo ra, và tôi sẽ quay rất là chi tiết để các bác tiện theo dõi. Đây các bác có thể nhìn cái tay mạ chrome của em nó đây. Đấy, đây, rất đẹp luôn các bác nhé. Đấy, đẹp óng ánh soi gương luôn. Tất cả các vị trí góc cạnh các bác nhé. Đây, các có thể nhìn tất cả các góc cạnh của nó. Ông ánh soi gương luôn. Đây phía sau các bác này. Đây là in này out đấy các bác nha. Các bác cứ nhìn một cái đài mà cái các cái phần ổ AV nó còn mới quắc thì tức là nó còn rất đẹp. Còn con nào mà nó bị oxy hóa và nó quá xìn rồi thì tức là nó quá cũ rồi. Và đây là model của sản phẩm các bác này. Saleo, một trong sản phẩm rất hiếm. Của model là MRV-8 các bác nhé. Hàng của Nhật xịn luôn. Con này thì cũng sử dụng pin các bác nhé. Đây, em này thì sử dụng pin Suzuki của sản phẩm này các bác này. Các bác để tính cái Suzuki này. Đấy, 1266 các bác nhé. 1266 Suzuki sản phẩm. Các cái vị trí là so rất đẹp các bác nhé. Không có bị han đi gì đâu. Này chỉ có một cái cát là cái phần dưới là không được sạch lắm. Tổng thể là rất đẹp. Đây là cái lỗ, có cả lỗ cắm mic đằng phía sau các bác này. Đấy, line in line out và lỗ cắm mic đằng phía sau luôn. Em này có thể tháo rời lục loa các bác nhá, tháo rời lục loa ra luôn. Rất đẹp luôn, các cái đường viền, các cái phần này nó còn mạ, còn sáng quắc luôn các bác nhá. Đây, tôi sẽ test cho các bác âm thanh để các bác thấy trải nghiệm cái âm thanh của nó rất là hay. Đây phần cassette các bác nhá. Yeah.
đây nha các bác này, cửa 1, à xin lỗi, đây là cửa 2 này. Cửa 1 này, hai cửa kêu led như nhau luôn các bác nhé. Đấy, cái cơ này rất là chất các bác nhé, riêng cái cơ này của nó quá chắc chắn luôn. Đấy, cơ rất chắc chắn. Cơ của Sun Air thì nó rất là chất rồi. Đây, cho bác nghe các bác cảm nhận được kêu như nhau luôn về âm thanh. Nào, các bác thấy không? Tiếng rất chất. Con này tôi đi lại rất là tốt các bác nhé này. Đó. Cơ rất hoàn hảo luôn các bác. Đêm tôi quay quần. Cả hai bên đều tôi đi lại rất tốt các bác nhé. Rất là tốt luôn, mà tụi cái băng này rất là đẹp. Băng kêu như đĩa luôn các bác nha. Đấy, tôi rất hài lòng với cái chất lượng âm thanh của con này. Đấy, tiếng rất là hay. Đây, equalizer của nó đây các bác này, tôi sẽ thử luôn này. Đấy là phần cassette các bác nha. Phần cassette con này thì cửa nó là cửa ra rất là chậm. Đấy, cả hai bên. Đấy, rất là mới. Đây, cái phần radio các bác này, bác gạt lên trên. Còn hiện tại thì các vụ việc có giá trị lớn thì là đặc biệt ở tỉnh Bắc Ninh là đa phần là các vụ việc là án tín dụng ngân hàng. Đặc vĩnh cửu vượt thời gian. Hotline 1900 561 578. Dinh thự The Horizon Mansion, tuyệt tác ngựa đỉnh hào quang. Con này cơ rất to các bác nhá, 50% đấy, rất to luôn. Tiếp tục với những diễn biến giao thông mới, thính giả có Facebook là Trường có hỏi chương trình là cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 đã ổn chưa? À, chưa ổn đâu bạn ạ. Trong lúc mà chiếc xe khổ lớn gặp sự cố từ tờ mờ sáng nay chưa được giải quyết thì chúng ta chưa thể mơ ước được một lộ trình thanh thang trên cây cầu thủ. Đã chấp nhận văn bản yêu cầu cục cả học sinh thôi, chủ nhiệm về học sinh mà ui sao thầy múa được dẻo thổi được hay thế. Thôi các em cố gắng học thật tốt, sau đó là thầy sẽ dạy cho các em. Nhưng mà hầu như là các trò có rất là nhiều dân tộc, chỉ có một số ít người Mông là theo học được. Vâng, thưa quý vị và các bạn, là người đầu tiên mà phát hiện ra tiếng khèn, những cái điệu múa khèn điêu luyện của anh Lý Hồng Quân, ông Lâm Ngọc Du, phó giám đốc trung tâm văn hóa và xúc tác của nhà văn Quy Lũ. Thông tin này, quý vị có những cái suy nghĩ như thế nào, hãy liên tục tương tác cùng chúng tôi nhé. 0827-365-365 thưa quý vị. Và những phút cuối của chương trình thì chúng tôi cũng rất cảm ơn quý vị ngày hôm nay cũng đã đồng hành và lắng nghe 365 kết nối từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. Buổi trưa và buổi chiều thì chắc chắn là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Rất mong là quý vị vẫn để mà tạo điều kiện cho các loại tội phạm này hoạt động để đi lưu chuyển trở về quá sớm. Cái này cũng là một cái sự chặt. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Pháp luật với người dân. Chương trình được phát sóng từ 8 giờ 45 phút đến 9 giờ và từ 16 giờ 15 phút đến 16 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng FM tần số 104,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương. Chính phủ cũng đã ban hành quyết định số 90 phê duyệt đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030. Đề án nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với tiếng Việt, tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt trong cộng đồng. Bên cạnh đó, đề án nhằm động viên, khuyến khích, tôn vinh các cá nhân, tổ chức, hội đoàn đã có đóng góp tích cực trong việc gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, duy trì sử dụng tiếng Việt trong gia đình người Việt Nam ở nước ngoài, trong sinh hoạt giao tiếp hàng ngày của gia đình, lan tỏa tiếng Việt đến người nước ngoài. Đề án du président Hồ Chí Minh, un vétéran peut être infirme mais jamais inutile.
Tiếng rất chất các bác nhé, tiếng rất chất luôn. Bác nào mà thích hoành tráng, âm thanh khá là hay và đặc biệt là thương hiệu cũng rất là mạnh thì đến với em này. Em này là tập đoàn đến từ tập đoàn Sunny Ưu. Và em này thì có độ mới như tôi đánh giá là tầm 97-98% các bác nhé. Gần như long lanh luôn, không có một vết sức là đúng là hoa hậu có khác. À, các bác thì nhìn tất cả các vị trí góc cạnh của em nó gần như là mới tinh. Tất cả các đường mạ chrome thì không một tí vết nào rồi các bác nhé. Xứng đáng là những cái con hoa hậu để cho các bác sưu tầm. Rất là đẹp luôn. Quá đẹp chứ không phải đẹp nữa. Kiếm được những cái con mà có cái độ size khủng như này, chất âm thanh và đẹp này cũng không phải là nhiều. Các bác để ý tinh từ các cái cần gạt đấy nha, lớp mạ nó còn mới bóng soi gương luôn, không một tí vết nào bị oxy hóa hay có hiện tượng bị chóc các bác nhá. Đặc biệt của nó như thế, các cái phim lút của nó như thế này các bác thấy nó cứ trắng bóc như mới này thì giữ là quá tuyệt vời. Tất cả các hệ thống phím bấm tức là như vậy là người ta gần như không sử dụng, cất kho, cho nên tất cả các đường mạ của nó thì tuyệt vời đẹp rồi các bác nhé, không một tí nào là có cái hiện tượng gọi là chóc hay là có hiện tượng là oxy hóa. Mà cái mác này các bác biết là cái mác này là cái mác rất đấy mà nó còn giữ được cái như thế này thì con là rất đẹp. Thường thường cái mác này các bác để ý tinh nếu chơi các cái đấy là cái mác này nó sẽ bong, nó bay hết rồi, không còn nữa. Rất đẹp luôn. Đấy, tôi xin phép được test mác lên phần live actuality musical. Của em này thì Đây. Voici les actualités musicales avec Tuvan. Bonjour à tous et à tous. Mà em cảm nhận được cái vị nó ngọt tới tận ở bên trong luôn. Và mình cảm giác được là trời ơi, mình yêu cái chén cơm nó vô cùng luôn. Mặc dù giờ không ăn cơm ấy nha mọi người, ít khi nào ăn cơm, nhưng mà có nghĩa là khi mà mình cho mình một cái tâm nó tĩnh lặng hơn thì mình sẽ cảm nhận được cái hạnh phúc nó ở xung quanh mình, nó nhiều tới nỗi mà mình nhiều khi mình giật mình nói ủa, tính ra là cuộc đời mình không có gì để buồn, ngay giây phút này không có gì để buồn luôn á mọi người ơi. Nên như vậy nha quý vị, và chương trình của chúng tôi đến đây cũng phải nói lời tạm biệt với quý vị rồi. Tin bão khẩn cấp cơn bão số 2, hồi 4 giờ ngày hôm nay vị trí tâm bão ở khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 112 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 160 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 110 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Các bác gạt ở trên này sẽ là line in này. Anh có cái gì mà anh đòi thích tôi cơ chứ? Anh đẹp trai. Tôi không mê trai đẹp. Nhà anh giàu. Rắc một kèm cái à cái rắc à về hợp kèm các bác nhé. Đây. Tôi cũng đâu có cần tiền. Và thông cảm cái rắc này hơi kém. Anh 21 cm. Đây là chưa? Thực ra thì em cũng thích anh từ lâu. Sau khi mất hết cả chức trung ương, chức bộ trưởng rồi, ngay chiều hôm ấy, cơ quan công an mới khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra. Làm rất là bài bản như thế, lần lượt như thế. Và hiện nay còn đang trong giai đoạn tiếp tục điều tra khi chưa xử lý hình sự. Tôi nói là kỷ luật về đảng làm trước, kỷ luật hành chính làm tiếp theo, rồi hình sự làm thứ ba. Đấu tranh phòng chống tham nhũng giờ đã trở thành là một cái kinh nghiệm rất tốt rồi, thành bài rồi, có thể nói mang tầm lý luận cũng được. Xưa nay đôi khi làm không cẩn thận nó dối, làm như không còn chối đi đâu được, chứng cứ tất cả là các nhân chứng nó đã khai báo hết rồi. Sau khi mất hết cả chức trung ương, chức bộ trưởng. Ok, đó là cái phần line in của nó các bác nhé. Em này thì chạy hoàn hảo tất cả mọi tính năng.
và đặc biệt tiếng nó rất là hay. Con này có size rất là khủng các bác nhá. Chiều ngang của nó là lên đến sấp xỉ 70 phân, chiều cao là 25 phân và chiều sâu của nó là 20 phân. Con này một trong những con có cái size rất là khủng và đặc biệt là rất là chất, cho nên là bác nào mà quan tâm đến em này thì các bác alo sớm nhá. Em sale có những cái size khủng như này thì cũng không phải là nhiều, rất là ít. Đấy, mà đặc biệt là cái con này có độ mới cực kỳ cao. Đấy, độ mới cực kỳ cao thì bác nào mà quan tâm thì alo sớm. Ngoài ra thì trung tâm còn cung cấp rất nhiều các cái dòng da liễu cassette các dạng khác nhau. Chính vì vậy mà bác nào mà quan tâm đến bất kỳ sản phẩm gì các bác có thể liên hệ sớm, bởi vì trung tâm là một trong những đơn vị cung cấp đa dạng về phần da liễu cassette cũng như là về thiết bị âm thanh. Chính vì vậy là các bác có rất nhiều cái sự lựa chọn thoải mái luôn. Đấy, và đặc biệt ở đây có những sở hữu những cái sản phẩm có độ mới lên đến 97-98%. Đấy, gần như là bóc xốp luôn các bác nhé. Nó mới đến mức độ như thế, cho nên chính vậy là các bác nào mà hay kén độ đẹp, độ kỹ thì các bác phải liên hệ đến trung tâm để các bác có thể sở hữu được những cái sản phẩm mình ưng ý nhất cũng như là mình hài lòng nhất có thể. Đặc biệt là da liễu nhỏ là trung tâm cực kỳ nhiều các bác nhé. Có các cái dạng luôn. Đấy, để các bác có thể lựa chọn theo cái ý của mình. Vâng, xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác và xin chào các bác.